Mai nghỉ hả? Mai nghỉ một tuần. Nghỉ thì nhậu gì đây? Cái bữa đi đâu đắp ra đi đảo về mai bán mai luôn rồi. Bán bình thường chứ mày có chạy xe rồi chơi chứ nó làm gì không mà. Chơi chứ lao động gì đâu. Cái đảo Hòn Sơn á nó có hòn một mà. À. Nó có bằng đảo Nông Du đâu. Nếu mà ra đó cũng phải ra Nông Du nữa. Đi, mày với mày với ta đổi về chiếc. Có thể ở chân bữa thôi, đi dòng bữa khác. Bị ở bữa nghỉ ngơi rồi. Đi cái độ mà bữa về. Cái hai chở mà năm đi làm gì? Cái hai này á. Cái hai này hả? Sáng thứ ba. Đã nằm vô chứ mà đi kia hả? Đó, tặc. Chở tặc nó nhỏ hơn, nhỏ hơn vô nữa. Đêm nhậu bữa. Về ăn ở đây chú. Nhậu chứ. Chú nhậu rồi chứ không có ăn. Chạy xe xuống sâu giùm con đi. Được không? Chạy được. Hả? Cho không chứ. Thôi tính cho qua thịt cỏ ổng chạch mẹ. Vậy. Ủa thằng đó nó không biết mày hả? Biết nhận bé. Ừ.
nó bán còn ông kim chủ cũng kia hả, ông gì mà kia bác không biết đâu, ra kêu ổng không đem đâu. Các bạn ơi ngồi nè. Tao đâu có biết gì đâu, mày gao lên thử coi có gì. Không có gì anh order hết. Ngon mà rẻ. À, vậy là con mì dính vô đây quay rồi. Thôi. Tao quay tao quảng cáo mày trả tiền con. À, đăng lên YouTube lên nha chú. À. Đăng lên cái nổi tiếng luôn á. Quán này bán gì? Ốc đêm đó. Ốc đêm hả? Dạ. Này ông chủ hả? Chủ thì được trai dữ. Ông bán trực tiếp á. Bán trực tiếp nha. Hôm nay bà chủ hả em? Ông cơ cảnh trong quảng cáo ngon lắm nè, cho chú cái ốc này nè. Ốc này ốc gì? Dạ ốc Phương. Ừ, Phương hả? Nó làm gì ngon? Dạ, cái đó. Làm là... Răng muối hấp xả. Còn ốc này? Ốc này ốc gì? Hơi sầu mì. Dạ. Sầu răng muối. Cái đó thì nó hơi dai. Còn. Ăn nhiều ngon ngon. Tôi làm trước cái này đi rồi... Con cháy tỏi đi chứ. Ờ. À. Còn con này làm gì? Con heo nè. Con mai. Ờ. Rồi heo nướng con mai đi. Hai người bốn con có giảm giá không? Dạ, có luôn. Có giảm giá luôn hả? Giảm 30%. Ê, đây ông này nè. Ông này cũng là dữ luôn á. Ông này đại gia xà lẩu á. Giật lắm. Tôi mới đi làm vô với ổng về. Ăn gì nữa không? Ăn trước đi cho má. Ăn gì nữa không? Ngồi đây nè.